Xin chào các em học sinh khối 7. Hôm nay thầy và trò chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu một bài học mới. Trước khi vào bài học mới, thầy và trò chúng ta cùng ôn lại kiến thức của bài học trước nhé. Câu số 1: phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng. Câu số 2: dựa trên hình vẽ này, em hãy xác định tia tới, phát tuyến, góc tới, góc phản xạ và tia phản xạ. Các em hãy suy nghĩ và nhớ lại kiến thức của bài học ngày hôm trước để trả lời hai câu hỏi này. Thì nội dung của định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như sau: tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường phát tuyến của gương tại điểm tới. Góc phản xạ bằng góc tới. Câu số 2, từ hình vẽ này cho chúng ta biết tia tới là SI, phát tuyến là IN, là đường thẳng vuông góc với gương tại điểm tới. Góc tới là SIN, là góc hợp bởi tia tới và đường phát tuyến. Góc phản xạ là NIR, là góc hợp bởi đường phát tuyến và tia phản xạ IR. Các em phải nhớ được một số ký hiệu này để chúng ta vẽ hình. Thì nội dung bài học ngày hôm nay là bài số 5, ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Thì để biết được tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng có những tính chất gì, chúng ta đi phần 1 la mã tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Thầy có thí nghiệm như sau: bố trí gương phẳng đặt thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang, quan sát ảnh chiếc pin và viên phấn trong gương. Đây, thầy đặt một viên pin trước một gương phẳng hay là một tấm kính, thì chúng ta quan sát được trong gương ta sẽ có ảnh của viên pin này, đúng không nào? Và tương tự, để đặt một viên phấn trước một gương phẳng thì trong gương phẳng chúng ta sẽ có ảnh của viên phấn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần một nhỏ, ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hướng được trên màn chắn hay không. Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ có câu C1 trong sách giáo khoa. Là sau khi chúng ta đặt một viên pin và một viên phấn trước gương phẳng, cho ảnh của viên pin và viên phấn trong gương, thì chúng ta sẽ đưa một tấm bìa làm mặt chắn sau gương để kiểm tra xem ảnh của viên pin và viên phấn này có hứng được trên màn chắn hay không. Đây, chúng ta quan sát trên màn chắn này. À, trên màn chắn này không hứng được ảnh của viên pin và viên phấn. Thì từ thí nghiệm trên, thầy có một kết luận như sau: ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không hướng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo. Như vậy chúng ta đã có một định nghĩa là ảnh ảo. Thì ảnh ảo là ảnh không hướng được trên màn chắn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu xem độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật hay không. Thì chúng ta sẽ có thí nghiệm thứ hai, cũng là câu hỏi C2. Dùng viên pin thứ hai đúng bằng viên pin thứ nhất đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán độ lớn của ảnh. Đây, chúng ta có viên pin thứ nhất thì để trước một tấm kính hay gọi là gương phẳng, thì chúng ta sẽ có ảnh của viên pin ở trong gương phẳng, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ dùng viên pin thứ hai đúng bằng viên pin thứ nhất, chúng ta đưa lại và kiểm tra xem độ lớn của ảnh và độ lớn của vật như thế nào. Thì từ đó chúng ta sẽ có kết luận thứ hai: độ lớn của ảnh của một vật là với gương phẳng như thế nào với độ lớn của vật. À, chúng ta quan sát nó bằng nhau, đúng không nào? Ta sẽ có độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
có nghĩa là ảnh bằng vật đấy. Đấy, chúng ta sẽ biết được là ảnh sẽ bằng vật. Tiếp theo chúng ta sẽ xem là khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương như thế nào. Thì chúng ta có thí nghiệm thứ ba, kẻ một đường thẳng MN đánh dấu vị trí của gương. Điểm A là đỉnh của miếng bìa hình tam giác và A phẩy là ảnh của nó. Lấy bút chì đánh dấu vị trí của A phẩy. Đây chúng ta có một điểm A là đỉnh của miếng bìa và A phẩy là đỉnh của ảnh của miếng bìa trong gương. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ kẻ đường thẳng MN đánh dấu vị trí của gương. Sau đó chúng ta sẽ lấy bút chì đánh dấu vị trí A phẩy là ảnh của A qua gương phẳng. Và câu hỏi người ta đặt ra như sau: phải tìm cách kiểm tra xem AA phẩy có vuông góc với MN hay không, và A và A phẩy có cách đều MN hay không. Thì để kiểm tra xem đoạn thẳng A phẩy có vuông góc MN hay không, chúng ta phải sử dụng thước Eke đúng không nào. Và để kiểm tra xem A và A phẩy có cách đều MN hay không, chúng ta dùng thước thẳng đúng không nào. Chúng ta sử dụng thước thẳng, chúng ta kiểm tra xem từ A phẩy tới gương là cách nhau là 2 cm, và từ gương cách tới điểm A cũng là 2 cm. Như vậy A và A phẩy sẽ cách đều MN. Tiếp theo chúng ta sử dụng thước Eke kiểm tra xem đoạn thẳng A phẩy có vuông góc MN hay không. Thì chúng ta dùng thức Eke chúng ta kiểm tra thấy AA phẩy vuông góc với MN. Như vậy từ thí nghiệm trên thầy có kết luận thứ ba như sau: điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng như thế nào. Điểm sáng có nghĩa là từ cái ảnh này, và vật cách gương một khoảng như thế nào bằng nhau. Chúng ta hiểu được là khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Thì trong trường hợp này khoảng cách từ vật đến gương bằng 2 cm sẽ bằng khoảng cách từ gương đến ảnh là 2 cm. Thì từ ba kết luận trên chúng ta rút ra được tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Chúng ta có ba tính chất: thứ nhất là ảnh ảo vì không hướng được trên màn chắn, thứ hai là ảnh lớn bằng vật, và thứ ba khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Chúng ta phải học thuộc ba tính chất này. Tiếp theo chúng ta sang hai la mã giải thích sự tạo thành ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Thầy có câu hỏi C4: hãy vẽ ảnh S phẩy của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất ảnh. Chúng ta có một điểm S đặt trước gương phẳng, thì bài này yêu cầu vẽ ảnh S phẩy của điểm S này qua gương phẳng và dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Thì chúng ta nhớ lại tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng có ba tính chất, và chúng ta dựa vào tính chất thứ ba là khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Thì cách vẽ sau đây: tại điểm S chúng ta hạ vuông góc xuống gương. Tại điểm H đây chúng ta sẽ hạ vuông góc xuống gương. Tại điểm H chúng ta thí nghiệm vuông góc. Tiếp theo chúng ta lấy S phẩy đối xứng với S qua gương, sao cho SH bằng HS phẩy. Có nghĩa là đoạn thẳng SH sẽ bằng HS phẩy, vì là khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương, và chúng ta ký hiệu hai đoạn thẳng bằng nhau. Các em nhớ là chúng ta phải ký hiệu hai đoạn thẳng bằng nhau. Và lưu ý
đường thẳng từ gương đến ảnh. Chúng ta phải lưu ý là đoạn thẳng từ gương tới ảnh chúng ta phải dùng bằng nét đích, vì là ảnh ảo nên chúng ta cái phần mà dưới gương á chúng ta phải dùng bằng nét đích, được chưa nào, mà ký hiệu bằng nhau, ký hiệu vuông góc. Như vậy chúng ta để vẽ được ảnh S phẩy của S qua gương phẳng. Câu B, vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ hai tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK. Thì bài này chúng ta đã vẽ tia phản xạ từ bài học số 5 đúng không nào? Thì từ điểm S này chúng ta sẽ chiếu hai tia tới SI và SK xuống gương phẳng. Thì từ hai tia tới này chúng ta vẽ hai tia phản xạ. Bài trước chúng ta đã học rồi đúng không nào? Thì để vẽ tia phản xạ chúng ta phải vẽ đường phát tuyến đúng không nào? Và ký hiệu vuông góc. Và chúng ta sẽ có các góc tới. Và chúng ta sẽ vẽ hai tia phản xạ sao cho góc tới bằng góc phản xạ. Chúng ta lưu ý khi chúng ta vẽ hai tia phản xạ thì chúng ta phải ký hiệu các góc bằng nhau này, mũi tên này, được chưa nào? Và chúng ta sẽ kéo dài hai tia phản xạ xuống dưới. Đây, chúng ta kéo dài hai tia phản xạ là IR và KM xuống dưới. Thì nó sẽ cắt nhau tại điểm S phẩy. Thì điểm S phẩy này nó sẽ trùng với điểm S mà câu A lúc nãy chúng ta vẽ. Như vậy đây là cách vẽ thứ hai. Câu A là vẽ ảnh S phẩy của S qua gương dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Còn câu B chúng ta vẽ ảnh S phẩy của S dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Thì chúng ta phải vẽ hai tia phản xạ, rồi ta sẽ kéo dài hai tia phản xạ nó cắt nhau tại điểm. Câu C, đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S phẩy. Đây, chúng ta phải đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S phẩy đây. Thì chúng ta sẽ đánh dấu mắt tại khoảng giới hạn bởi hai tia phản xạ là IR và KM. Chúng ta sẽ nhìn thấy điểm S phẩy. Đây, chúng ta sẽ đặt mắt trong khoảng này. Đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ảnh F phẩy. Câu D, giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh F phẩy mà không hứng được ảnh đó trên màn trắng. Thì chúng ta đặt mắt vào trong khoảng hai tia phản xạ đúng không nào? Thì vì sao mà chúng ta biết được là ảnh F phẩy không hướng được trên màn chắn? Vì khi chúng ta đặt mắt vào trong khoảng từ hai tia phản xạ IR và KM thì chúng ta đặt mắt vào nó chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở F phẩy chứ không có ánh sáng thật đến điểm F phẩy. Đây chỉ là đường kéo dài của các tia phản xạ nó gặp nhau tại điểm F phẩy chứ không có ánh sáng đến điểm S phẩy. Như vậy là điểm S phẩy sẽ không hướng được trên màn chắn. Đây là cái khoảng chúng ta nhìn thấy được điểm S phẩy nhưng mà nó không có ánh sáng thật, được chưa nào? Và từ đó thầy sẽ có kết luận như sau: ta nhìn thấy ảnh ảo S phẩy vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh F phẩy. Đó là lý do vì sao ta nhìn thấy ảnh F phẩy, vì có các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh F phẩy. Để hiểu rõ hơn về cách vẽ ảnh tạo bởi gương phẳng, thầy có bài tập thứ nhất. Câu 3,
phải vận dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh A phẩy B phẩy của một mũi tên AB đặt trước gương phẳng như hình sau. Câu B, điểm B cách gương phẳng 6 cm. Hỏi điểm B phẩy cách gương bao nhiêu cm? Điểm B phẩy cách điểm B bao nhiêu cm? Thì chúng ta có một gương phẳng G và có một mũi tên AB. Thì câu A, hãy vẽ ảnh của AB qua gương phẳng. Sau đây thầy hướng dẫn cho chúng ta vẽ ảnh AB qua gương phẳng. Thì tại điểm A, chúng ta cũng hạ khuôn góc xuống gương giống như chúng ta vẽ điểm S đấy. Chúng ta ký hiệu vuông góc. Và chúng ta lấy A phẩy đối xứng với A qua gương. Chúng ta lấy đối xứng và ký hiệu hai đường thẳng bằng nhau. Như vậy chúng ta để vẽ được điểm A phẩy là ảnh của A qua gương. Thì tương tự điểm B chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cũng hạ khuôn góc với gương. Và chúng ta ký hiệu vuông góc. Chúng ta lấy B phẩy đối xứng với B qua gương. Và chúng ta nối A phẩy B phẩy ra được A phẩy B phẩy là ảnh của AB qua gương phẳng. Các em lưu ý, chúng ta phải ký hiệu các đoạn thẳng bằng nhau. Thì chúng ta biết được là khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng khoảng cách từ ảnh đến gương, chúng ta phải ký hiệu bằng nhau. Ký hiệu vuông góc. Và lưu ý tiếp theo, vì là ảnh ảo không hướng trên màn trắng nên là cái phần ở dưới gương ta phải sử dụng bằng nét đất hết, được chưa? Bạn nào vẽ nét liền là sai rồi đấy. Và ở đây có mũi tên tại điểm B thì chúng ta phải có mũi tên tại B phải. Đây là ảnh A phải B phải của AB qua gương phẳng. Thì câu B, người ta cho là điểm B cách gương 6 cm. Và ta hỏi điểm B phẩy cách gương bao nhiêu cm? Thì chúng ta dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, đúng không nào? Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Nên từ B phẩy tới gương sẽ bằng 6 cm. Từ đây chúng ta sẽ biết được điểm B phẩy cách điểm B bao nhiêu cm? À, điểm B phẩy cách điểm B là 12 cm. Rất dễ đúng không nào? Nhưng mà chúng ta phải nhớ không lại bị nhầm lẫn. Thì sau đây là nội dung của bài học ngày hôm nay. Tức là tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. Thì chúng ta sẽ biết được là ảnh ảo không hướng được trên màn chắn. Thứ hai là ảnh bằng vật. Và thứ ba là khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Thì thầy có một số dặn dò chúng ta như sau. Thứ nhất là em đọc phần có thể em chưa biết, học bài và làm bài tập từ 1.1 đến từ 5.1 đến 5.6 các bài tập. Và chúng ta sẽ ôn lại kiến thức từ bài 1 đến bài 5 để chuẩn bị kiểm tra đánh giá thường xuyên lần 1, hay được gọi là kiểm tra 15 phút. Thì bài ngày hôm nay chúng ta phải lưu ý được cách vẽ ảnh tạo bởi gương phẳng và ký hiệu cho đầy đủ. Thì nội dung bài học ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em ở gia đình nhiều sức khỏe.